Hoa Lan Hà Nội xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ lên dòng lan phi điệp 6 mắt của Hòa Bình. Và cũng là một cái chương trình xả hàng thôi. Cây rất đẹp nhưng mà giá thì lại rất rẻ. Đấy, cái dòng phi điệp 6 mắt này thì bông nó to hơn là chầm 6 mắt. Đấy, cũng thơm. Và đặc biệt của dòng này là nó sẽ cho hoa vào ngày Tết nhé. Đấy, đây là một cái dòng đột biến và cho hoa vào ngày Tết. Đấy, bình thường phi điệp nó sẽ cho hoa từ khoảng tháng 2 đến tháng 6. Nhưng mà cái dòng này thì nó sẽ cho hoa vào ngày Tết thì mình có thể chơi được nó hợp lý hơn và chơi rất là đẹp nhé. Cây hôm nay em bán với giá là 25.000 cho những cái cây mà hình thức như trên video em quay đây. Nó sẽ đạt tiêu chuẩn là khoảng 10 cho đến 15 cm nhá. Đấy, cây này là Tết thoải mái có hoa rồi. Đấy, mọi người trồng đến Tết là nó sẽ ra hoa rồi nhá. Cây khá là đẹp, cây 52 này, 52 53. Đấy, mầm có đều có mầm già hết nhá. Cây này thì mọi người trồng đến Tết sẽ cho hoa. Màu 6 mắt này thì nó khá là lạ. Đấy, ám 6 mắt. Nhá, ám hồng 6 mắt rất là đẹp. Lưỡi cái bông này nó cũng tuyệt đẹp luôn nhá. Đây là phi điệp 6 mắt của Hòa Bình, một cái dòng đột biến đấy. Mà ngày trước thì mọi người siêu tầm rất là nhiều nhưng mà thời đấy nó có ít. Đó, bây giờ phi điệp rẻ rồi thì cái dòng này em bán gọi là thanh lý cho mọi người thôi. 25.000 một cây nhá, 10 cây bao ship. Đấy. Đây toàn là cây có thân già có mầm gốc hết rồi. Đó, em trồng trong cốc nhỏ ấy là nó sẽ phát triển nó kém hơn một tí. Mọi người về trồng sang chậu to ấy thì nó phát triển rất là nhanh. Đấy, và Tết có thể cho hoa rồi. Nhá, Tết những cái mầm này nó đều cho hoa rồi. Đấy, phi điệp này nó đặc biệt nó sẽ cho hoa vào ngày Tết. Nó giống như cái dòng giả hạc Pháp và giả hạc hoa hồng ấy. Đấy, nó cho hoa vào ngày Tết. Nhưng cái dòng khác thì nó sẽ cho hoa vào tháng 4, tháng 6 các kiểu. Thì mình không chơi được Tết thì nó không hay lắm. Đấy, dòng này mình chơi Tết thì rất là ok. Treo và nó rủ hoa xuống rất là đẹp nhá. 20.000 một cây. Hình thức cây mọi người cứ so sánh trên video của em đây. Nó sẽ đạt tiêu chuẩn từ 10 đến 15 cent nhá. 10 cây em bao ship. Và số điện thoại đặt hàng là 0974702106. Mọi người nói rõ cho em là mua phi điệp 6 mắt nhé, không nhầm sang chầm 6 mắt. Chầm 6 mắt là nó là loại khác. Đấy, chầm 6 mắt nó thơm hơn một tí nhưng mà cái cấu trúc bông nó sẽ không to và không đẹp như cái này. Đó. Và cái này nó lại cho hoa vào Tết nữa. Số điện thoại thì em để dưới bài viết. Em xin chào mọi người.